Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Thân Food. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giới thiệu đến anh chị các bạn thêm một món kem nữa nha. Và đó là món kem sầu riêng. Phần kem với màu vàng nhạt trông vô cùng bắt mắt nè, thơm nức mùi sầu riêng luôn. Kem được kết hợp thêm với phần đậu xanh để tăng độ béo bùi, cũng như làm cho phần kem dẻo mịn không bị dâm đá. Kem sầu riêng này các bạn có thể cho vào hộp lớn, khi thưởng thức mình dùng cái cúp để múc ra, hoặc là cho vào ly nhỏ để làm phần kem ly giống như vậy nè, để tiện lợi khi thưởng thức. Vậy là cách làm món kem này rất là đơn giản luôn. Nếu thích mời các bạn cùng theo dõi phần sau video nha. Và đầu tiên mình sẽ đi hấp chín phần đậu xanh. Đậu xanh mình dùng là 50g, mình đã vo rửa sạch và ngâm nở mềm trong 2 giờ. Mình xả sạch lại cho để cho ráo nước rồi mình cho vào nồi hấp nè. Mình hấp thời gian khoảng từ 15 tới 20 phút, khi thấy phần đậu xanh nó chín mềm là được nha các bạn. Và trong thời gian này mình sẽ bắt một cái nồi khác trên bếp nè, cho vào 200ml sữa tươi không đường, 200ml nước cốt dừa, 50g đường. Các bạn cho vào thêm 1g muối nữa nha, một xíu muối thôi, cho cái phần này nó được đậm đà hơn. Mình nấu với lửa nhỏ, khi thấy phần này nó sôi nhẹ lên là được. Nước cốt dừa và sữa tươi này mình sẽ nấu với lửa nhỏ nè. Các bạn vừa nấu vừa khuấy để nó nhanh tan ở phần đường đó. Khi mình thấy nó sôi nhẹ lăn tăn á, là mình có thể tắt bếp được rồi. Mình không nên nấu cho sôi bùng lên nha các bạn. Và khi mình thấy phần này nó sôi nhẹ, mình tắt bếp để qua một bên cho nó nguội bớt. Trở lại phần đậu xanh, mình đã hấp được gần 20 phút rồi nè các bạn. Các bạn có thể thử thấy đậu xanh nó chín mềm là được. Mình thử thấy đậu nó cũng đã chín mềm nè, mình tắt lửa cũng để qua một bên luôn. Và mình sẽ đi sơ chế cái phần sầu riêng. Sầu riêng là mình sẽ gỡ ra, mình lấy phần thịt xong mình mới cân. Trong lúc gỡ sầu riêng các bạn nên loại bỏ những cái phần mà nó hơi cứng cứng, nó chai, nó nằm sát bên cái cùi đó. Và mình lấy phần này là 300g nha. Các bạn sẽ lấy từ khoảng 300 đến 350g là vừa. Mình cũng không nên sử dụng sầu riêng nhiều quá. Và khi nước cốt dừa sữa tươi mình nấu lúc nãy nó nguội bớt, mình cho vào cối xay sinh tố luôn. Do cái máy xay mình công suất nó hơi yếu đó, mình cho cái phần loãng này vào trước nè, dễ xay hơn. Tiếp tục mình cho hết phần đậu xanh mình đã hấp chín. Các bạn cho luôn cả sầu riêng vào luôn. Và mình sẽ xay nhuyễn phần này nha. Và sau khi mình xay nhuyễn cái hỗn hợp này, mình tắt máy để qua một bên, mình để yên trong cối luôn. Trong lúc này mình sẽ chuẩn bị đi đánh phần whipping. Và để đánh whipping nó nhanh và dễ thành công hơn thì cái âu đánh và cái que đánh đó trước khi sử dụng các bạn cho vào ngăn đông khoảng 15 phút trước nha. Và whipping cream mình dùng là 300ml, tất nhiên là whipping lúc nào cũng bảo quản trong ngăn mát rồi nên nó cũng đã lạnh á. Thì mình đây 60g đường nè. Đánh whipping thì cũng rất là dễ, các bạn cứ cho vào đường vào từ lúc đầu luôn. Cho đường vào mình mở máy lên đánh đầu tiên với tốc độ mạnh nhất luôn. Đánh whipping cream này thì nó đơn giản và nó ngược lại với đánh lòng trắng trứng. Là các bạn phải đánh tốc độ cao nhất luôn từ đầu. Và mình chỉ đánh đến khi nào nó vừa bông mịn là được, mình không có đánh bông cứng nha các bạn. Mình đánh bông cứng nó rất là dễ bị dâm đá khi thành phẩm kem á. Các bạn cứ đánh tốc độ cao nhất đến khi nào mà mình thấy bắt đầu nó tạo những cái đường vân như vậy nè, là mình giảm dần nhỏ dần. Mình giảm nhỏ dần đến khi nào các bạn thấy nó bông mịn, nó vừa bông mềm là được, mình tắt máy luôn. Nè, đánh whipping rất là đơn giản luôn. Phần kem sau khi đánh nó bông nhưng mà nó sẽ còn vẫn mềm mịn như vậy. Các bạn không nên đánh bông cứng nha, nó sẽ mềm hơn khi mình đánh kem tươi. Sau khi đánh xong á, mình sẽ cho hết cái phần hỗn hợp mình đã xay nhuyễn lúc nãy nè, cho vào đây. Cho vào mình dùng phới lòng mình trộn đều lên nữa là được. Các bạn cũng có thể dùng cái máy đánh á, mình đánh cấp độ thấp nhưng mà lúc này nó loãng rồi á, nên nó đánh rất là dễ bị văng. Nên mình dùng cái phới lòng mình đánh thì nó sẽ không có bị văng. Lưu ý là các bạn nhớ khuấy đều trong lúc này. Mình chỉ cần khuấy kỹ phần này cho nó đều nữa là mình có thể cho vào hộp nè, hoặc là ly nhỏ đó. Và cho ngăn đông nữa là xong. Kem này làm rất là đơn giản luôn các bạn.
mình sẽ cho một phần vào trong cái hộp này và một phần còn lại á mình sẽ cho vào từng cái ly nhỏ để làm kem ly. Nè, mình cho vào từng ly nhỏ nè. Khi mình cho tất cả vào hộp và ly rồi á, mình cho vào ngăn đông khoảng từ 6 tới 8 tiếng là có thể thưởng thức được rồi các bạn. Riêng với cái phần hộp á, trong thời gian để ngăn đông á, khoảng 1 giờ là các bạn sẽ lấy ra mình đem ra ngoài mình trộn đều lên. Cứ 1 giờ các bạn làm một lần, khoảng 3 đến 4 lần khi mà kem nó đông cứng quá thì mình không làm được nữa thì thôi. Các bạn làm thao tác này á thì kem nó sẽ dẻo ngon nè, hạn chế bị dăm đá nữa. Mình chỉ cần làm cái phần hộp to này thôi. Còn phần kem ly thì mình có thể bỏ qua không cần cũng được. Mình cứ trộn đều như vậy xong mình cho trở lại tủ đông. Còn 1 giờ sau mình làm tiếp khoảng 3 đến 4 lần vậy là được. Và đây là phần kem thành phẩm của mình nè. Mình để qua đêm luôn. Nó cũng đã được 10 giờ luôn đó các bạn. Mình sẽ múc thử cho các bạn xem nè. Kem rất là dẻo mịn ngon luôn đó. Và để bảo quản phần kem này được dẻo mịn lâu á thì khi mà cho vào ngăn đông á, đầu tiên các bạn chỉnh ở độ trung bình. Khi mà nó kem đông rồi á, mình sẽ chỉnh giảm dần độ lạnh đến khi nào mà nó vừa đủ cái độ dẻo mịn vừa ý á thì mình ngưng ở mức độ đó mình bảo quản nha. Do là tủ gia đình nên mỗi tủ nó sẽ khác nhau nên mình không nói cái độ được thì các bạn cứ chỉnh theo trung bình như vậy. Và đây là phần kem ly nè, cũng rất là dẻo ngon luôn. Kem sầu riêng thơm phức luôn các bạn, kết hợp với phần đậu xanh á, nó béo ngon nè, mà nó rất là dẻo mịn, nó không bị dăm đá nữa. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử món kem sầu riêng này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình, hẹn gặp lại các bạn video sau.